Thủ tướng Chính phủ vừa giao các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an, Giao thông Vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam có biện pháp xử lý và hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp mất quyền kiểm soát 36 container xuất khẩu sang Italia. Trước đó, thì gần 100 container điều xuất khẩu sang Italia trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ có nguy cơ mất trắng vì nghi bị lừa đảo và mất chứng từ gốc. Nhờ phát hiện sớm và kịp thu hồi nên chỉ còn 36 container là mất hoàn toàn kiểm soát. Theo báo cáo, sau khi phát hiện ra các dấu hiệu nghi lừa đảo, doanh nghiệp Việt đã nhanh chóng thu hồi các bộ giấy tờ gốc với 36 container hạt điều thất lạc chứng từ. Theo ước tính, thiệt hại ban đầu từ phía các doanh nghiệp là khoảng 162 tỷ đồng. Mức độ mà thiệt hại của các doanh nghiệp Việt Nam không phải ở mức độ là 162 tỷ này. Cái mức độ mà thiệt hại thì nó sẽ liên quan rất nhiều công đoạn tiếp theo, là hàng sẽ lưu công, lưu bãi, rồi giá trị bán trên thị trường sẽ thấp. Hiện 5 container đầu tiên đã cập cảng Genoa của Italia. Trước mắt, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Italia phối hợp với các cơ quan hữu quan phía bên nước bạn, cũng như mời luật sư tham gia giải quyết vụ việc. Cho vụ việc này, đồng thời sẽ làm việc để lấy lại quyền sở hữu hàng hóa cho các doanh nghiệp Việt. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và các đơn vị liên quan nhanh chóng làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý, hỗ trợ theo thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật trong nước và quốc tế, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền. Theo Thương vụ Việt Nam tại Italia, thì vấn đề của các doanh nghiệp Việt Nam là thực hiện hợp đồng lớn với những đối tác mới hoàn toàn mà không kiểm tra độ tín nhiệm và khả năng tài chính của người mua thì sẽ rất dễ dẫn đến nhiều rủi ro như vụ việc vừa rồi. Dù một năm thực thi khởi đầu ở thời điểm bùng phát dịch COVID-19, thế nhưng tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh vẫn đạt trên 17%. Đây là đánh giá được nhấn mạnh tại hội nghị một năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh UKVFTA do Bộ Công Thương cùng với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức vào chiều nay. Thương mại hàng hóa hai chiều đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng trên 17% so với năm 2020. Mặt hàng nông sản như là cao su, rau quả, hạt tiêu, sản phẩm thủ công giá trị cao có sức tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, xây dựng được chuỗi kết nối với hệ thống siêu thị, ngành hàng thực phẩm lớn vẫn là thách thức không nhỏ với nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là công nghệ bảo quản và vận chuyển nông sản bằng đường biển, chính sách tín dụng ưu đãi và dịch vụ đánh giá, xác minh tín nhiệm của khách hàng của các ngân hàng Anh. Mỗi năm thì Anh chi khoảng 700 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu hàng hóa, trong khi hàng Việt Nam mới chỉ chiếm không quá 1% thị phần. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 3 là thời điểm mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế, bao gồm các hoạt động du lịch khách quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam đi nước ngoài, tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh, y tế và các quy định liên quan của Việt Nam và các quốc gia vùng lãnh thổ. Ngay trong sáng nay, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 32, theo đó miễn thị thực cho công dân 13 quốc gia, bao gồm Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn hiệu quả đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng với Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của 94 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn, cùng bàn thảo về công tác mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế. Các đại biểu cho rằng việc đảm bảo an toàn y tế, thủ tục xuất nhập cảnh, hộ chiếu vaccine, chính sách thị thực, khôi phục đường bay cần có sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan. Mở cửa hàng không nên cứng nhắc mà cần linh hoạt thích ứng với điều kiện, cấp độ của dịch của từng địa phương. Dự báo nhu cầu du lịch sẽ tăng nhanh chóng trong thời gian tới là cơ hội để du lịch của Việt Nam nâng cao uy tín, sức cạnh tranh và quảng bá hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế.
Vâng, có thể nói là việc mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế là sự kiện được ngành du lịch mong đợi nhất trong suốt 2 năm đóng băng vừa qua, là hy vọng và cơ hội để sớm phục hồi ngành công nghiệp không khói. Đối với các hoạt động du lịch quốc tế thì sẽ hiện nay thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ phối hợp với cùng với các bộ ngành liên quan để cập nhật và hoàn thiện và sẽ ban hành cái phương án cuối cùng về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, đặc biệt là các cái điều kiện liên quan đến y tế. Thì chúng tôi sẽ đang chờ cái ý kiến chính thức từ Bộ Y tế về nội dung này. Là một trong những địa phương địa danh du lịch nổi tiếng sở hữu hệ thống danh lam thắng cảnh và di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận, tỉnh Quảng Ninh đã sớm chủ động và sẵn sàng cho việc mở cửa đón khách quốc tế. Từ nhiều tháng nay, thì tỉnh này đã chủ động các phương án phòng chống dịch, nhân lực, sản phẩm mới, chuyến đi thông điệp là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, sẵn sàng đón bạn trở lại. Du khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam đáp ứng quy định phòng dịch tại các điểm đến ở Quảng Ninh sẽ không phải trình hộ chiếu vaccine, không cần xác nhận F0 đã khỏi bệnh, không phải xét nghiệm PCR, test nhanh và không nhất thiết phải đi theo tour khép kín. Một tháng nay, các hãng lữ hành, khách sạn đã tuyển dụng mới, thu hút nhân lực kinh nghiệm bằng chính sách ưu đãi, sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại. Duy trì được một cái lượng lao động đảm bảo được cái yêu cầu phục vụ gần như là 100% công suất, chúng tôi vẫn có thể đáp ứng. Đạt trên 97% dân số tiêm chủng mũi 3 sẽ tạo ra hành lang an toàn cho người dân và du khách. Tỉnh xây dựng các sản phẩm du lịch đêm, phố đêm du thuyền hay du lịch golf là địa điểm tổ chức thi đấu 7 môn thể thao SEA Games tháng 5 tới. Trước mắt, Quảng Ninh sẽ nhắm vào các thị trường gần như ASEAN, Đông Bắc Á. Thị trường ASEAN là cái đầu tiên chúng ta phải nhắm tới. Cái thứ hai là chúng ta sẽ mở rộng hoạt động xúc tiến để khai thác mạnh mẽ những cái thị trường mà truyền thống của chúng ta, như là thị trường Đông Bắc Á, như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản. Ngoài ra những thị trường mà nó xa hơn, ấy, thị trường châu Âu, thị trường châu Mỹ. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động như lễ hội Carnival Hạ Long 2022, liên hoan xiếc quốc tế, festival áo dài, đặc biệt là sự kiện quốc gia phát động mở lại hoạt động du lịch Việt Nam trải nghiệm trọn vẹn trong tháng 3 này. Năm nay, Quảng Ninh phấn đấu đón 10 triệu lượt khách, trong đó 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Du lịch mở cửa, nhiều hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức trong thời gian tới đây. Trong đó thì lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ nhất sẽ diễn ra từ cuối tháng 3 cho đến ngày 3 tháng 4. Thông tin từ cuộc họp báo hôm nay cho biết, lễ hội dự kiến sẽ quy tụ khinh khí cầu từ nhiều nơi trên thế giới như là Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hà Lan. Khinh khí cầu Vietjet sẽ đại diện cho màu cờ sắc áo của Việt Nam tại lễ hội lần này. Du khách sẽ được trải nghiệm bay theo khinh khí cầu miễn phí tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang nếu có thể lên tàu hoặc là vé máy bay của hãng Vietjet đến hết tháng 12 năm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.